Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp toàn thể lần thứ 42 của Đại hội đồng UNESCO diễn ra ngày hôm qua 21 tháng 11 tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đã thông qua nghị quyết phê chuẩn vinh danh 53 danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023-2024, trong đó có Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác của Việt Nam. Đến nay, UNESCO đã thông qua nghị quyết vinh danh và cùng kỷ niệm năm sinh, năm mất của 7 danh nhân Việt Nam tiêu biểu, gồm các danh nhân Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chu Văn An, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đình Chiểu và Lê Hữu Trác.